Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục cái nhà của em Tú để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai ha. Để nè quý vị. Hãy đi ha. Đẹp đẹp không nè. Chào Tú. Dạ em chào anh ha. Chào cô chú anh chị đam mê mai vàng cả nước nha. Nay em có số phôi mai để giao lưu cùng cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em chương trình bán của em cũng như xưa giờ ha, bao sống bao ship của chú anh chị toàn quốc nha. Và đây là cây số 1 của chú anh chị. Rồi mã số 1 cái gì? Rồi, cây tự hình thú luôn, cao 28 ha. Quanh thân 15 ha cả nhà. Rồi để luôn. Rồi cây số 1 này em xin giao lưu cô chú anh chị giá là 300.000 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, cây số 2. Cao luôn. Rồi cao 30. Quanh 17 cô chú anh chị ơi. Cây số 2 này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 250 nha. Rồi, xuống cây. Rồi, cây số 3 này như thú ngồi ha. Hai chân đuôi nè. Cao 30. Quanh 18 nha cô chú anh chị. Rồi, để luôn. Cộng cũng to to không này ha. Dạ. Rồi cây số 3 này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 300 ha. Rồi xuống cây. Cũng thú nữa. Thú nữa. Rồi chiều cao em nói là 25. Quanh thân 17 ha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây số 4 này giá 350 cô chú anh chị ơi. Xuống cây. Cây số 5. Cao 22. Quanh cái này đó trên đây luôn ha. Trên đây là 16 nha. Rồi cây số 5 xin giao lưu cô chú anh chị giá 250 ha. Rồi xuống cây. Cây số 6. Rồi cao 30. Quanh đây là 14 ha. Rồi cây số 6 giá 250 ha cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Cây số 7. Cao 33. Quanh thân 20 hơn, 21 hơi yếu ha. Rồi cây này thì bị thẻo đây nha cả nhà. Rồi. À, như chỗ này là sam đá nha, không có bị ảnh hưởng gì nữa. Em đục ra rồi, chưa có tiết keo ha. Rồi cây số 73 giá 350 cả nhà ơi. Rồi, xuống cây. Cây số 8 ha. Cao 25. Quanh 14. Rồi cây số 8 giá 250 ha cả nhà. Rồi, xuống cây. Cây số 9. Cao 25. Quanh thân 18. Cây số 9 này có giá 200 hả cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Theo là cây số 10. Cao 25. Quanh 15. Cây số 10 này giá 200 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Để chung chống chung chịu đầy đủ hết. Bao sống bao ship tất cả các cây ha. Cây nào cũng vậy hết. Cây 11 cao 30. Quanh 22. Cây 11 này giá 300 hết cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Cây 12 cây này thì bị thẹo nha cả nhà. Cao là 33. Quanh đây là 17. Đây, em này có cái thẹo đây ha. Cây 12 này giá 200 mà cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây. Cây 13 cao 30. Quanh em nó 17. Để em này cũng khá đều ha. Được mạnh khỏe. Rồi cây 13 này giá 300 hay cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Cây 14 cao 28. Quanh 16. Rồi cây này để đều ha. Củ nở nè. Rồi cây 14 này 300 hả cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Cây 15 cao là 25. Quanh thân là 19 hơn. Rồi cây 15 này giá 300 luôn hả cả nhà. Rồi xuống cây. Cây 16 cao là 32.
Vành 17. Rồi cây 16 này em xin giao lưu cả nhà giá 350 ha. Rồi xuống cây. Theo là cây 17. Chiều cao là 29. Vành thân 13. Rồi để luôn. Rồi cây 17 này giá 250 luôn cả nhà. Rồi xuống cây. Cây số 18. Cao 30. Vành 16. Cây 18 này em xin giao lưu cả nhà giá 250 ha. Rồi xuống cây. Cây 19. Cao là 30. Vành thân 19 ha. Đó, để em nó cũng quái quái ha cả nhà. Mặt này cũng giống thú ha. Rồi cây 19 này giá là 300 của chúng kia. Rồi xuống cây. Cây 20. Ủa? Cao là 30. Vành 13. Rồi cây 20 này em xin giao lưu cả nhà giá 200 ha. Rồi xuống cây. Cây 21. Cao là 33. Vành này là 18 ha, thú một mặt ha cả nhà. Đó, nằm đuôi nè. Rồi cây 21 này em xin giao lưu cả nhà giá 400. Rồi xuống cây. Cây 22. Cao 30. Vành 18. Rồi để luôn quý vị. Rồi giao luôn như rồi cây 22 là giá 350 ha cả nhà. Rồi xuống cây. 23 luôn ha. Cây 23. Rồi cao 30. Vành 16. Rồi, để cây này trải đều luôn ha. Rồi xe xe giao luôn rồi, như đây. Cây 23 giá 350 luôn cả nhà. Rồi xuống cây. Cây 24. 24 luôn. Cao là 24 luôn. Vành 14 luôn. Rồi cây này 4 hết luôn nè. Giá 400 luôn không em? Giá 300 mà. Cây 24 giá 300 ha cả nhà. Rồi xuống cây. Cây 25. Cây này trực bay ha. Đó. Cái này mốt phun cái đỉnh này ra ha cả nhà. Đây bay qua. Cao là 29. Vành thân 15. Rồi để luôn. Cây 25 này em xin giao lưu cả nhà giá 250 ha. Rồi xuống cây. 56. Cao 34. Vành thân 18 ha. Rồi xe xe luôn. Bộ đế cho này khá đẹp. Rồi cây 26 giá 450 cả nhà. Rồi xuống cây. 27. Rồi chiều cao 24. Vành vị trí này là 16. Đó, siêu phong thế lực ha. Rồi mã 27 này giá 300 ha cả nhà. Rồi xuống cây. Cây 28. Cao là 55. Vành thân là 13 hơn. Rồi để luôn cái gì. Bộ đế giống này khá đẹp ha. Lực. Rồi mất tiêu cái số rồi. Rồi mã số 28 này em xin giao lưu cả nhà giá 250 ha. Rồi xuống cây. 29 ha. Cao là 24. Quần 16. Rồi. Nó này từ anh thú ha cả nhà, hai chân trước nè. Đây là có cái rễ chân nữa ha. Rồi, mã số 29 này giá 250 cả nhà ơi. Rồi, xuống cây. Cây 30. Rồi cao 50. Quần 16. Để luôn. Rồi cây 30 này 350 hay có chính chị. Rồi xuống cây. Cây 31 ha. Chiều cao là 55. Quần thân 20 ha. Để trái đều.
Rồi mã số 31 em xin giao lưu cả nhà giá 400. Rồi, xuống cây. Đó, 32 ha. 32. Cao là 38. Vành 14. Củ nở ha. Rồi mã 32 em giao lưu cả nhà giá 2,5 ha. Rồi, xuống cây. Rồi tiếp theo luôn. Mã 33, cao là 34. Quành 16. Rồi, sẽ xây luôn. Lấy điều hả cô chú anh chị. Rồi mã số 33 này em giao lưu cả nhà giá 2,5 luôn. Rồi, xuống cây. Cây 34. Rồi, cao luôn. Cao là 59. Quành 15. Cái này có thể về cắt lùng lực về chơi ha cả nhà. Muốn chơi tông cao chơi ha. Rồi mã 34 này giá 300 cả nhà ơi. Rồi, xuống cây. Rồi cây 35. Cao là 44. Quành 18. Rồi mã 35 này em giao lưu cả nhà giá 300 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi cây 36. Cao là 1 mét chẳng ha cả nhà. Cây này thì không có tay cành ha. Muốn chơi tông cao về cô chú anh chị xứa lại lấy tay cành ha. Hoành 26 ha cả nhà. Rồi. Để luôn, để lực 6 hoành. Rồi. Rồi mã 36 giá 700 cả nhà ơi. Rồi, xuống cây. Đây 37. Rồi chiều cao 1 mét luôn. Quành là 21. Rồi xe xe luôn. Đó, cây này thì có tay cành đều ha. Để đây. Đó, để trẻ đều luôn ha. Rồi cây 37 này em giao lưu cả nhà giá 500. Rồi xuống cây. Cây 38. Cao là 60. Quần thân 19. Mầm xanh thượng mạnh ha. Để luôn. Rồi cây 38 này em giao lưu cả nhà giá 400. Rồi xuống cây. Cây 39 luôn. Cao 90. Quành 24. Cây này có cái thẹo đây nha cả nhà. Để em quay trên rồi hồi trà đế ha. Đó, lá tùm luôn rồi. Xây vụ đế đây. Đó, có hiệu ngay đây như xăm đá ra nha. Không có ấy, cứng ngắt à. Rồi cây này 39 này giao lưu cả nhà giá 3,5 thôi. Rồi, xuống đó. Cây. Cái này ship 200 rồi. Rồi cây 40 hay không nhớ anh chị. Cao 79. Quanh 19. Này mốt phong tàn dù chơi ha. Rồi chúng để luôn. Rồi để đây. Đó. Rồi mã 40 nằm xin giao lưu cả nhà giá 450.000 ha. Rồi mã số 40 cũng là mã số cuối cùng của clip em ngày hôm nay ha. Cuối clip xin rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Để em giao lưu thành công. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.